Xin kính chào các bậc phụ huynh cùng toàn thể các con học sinh yêu quý. Như các bậc phụ huynh đã biết, để duy trì mọi hoạt động của cơ thể thì chúng ta cần phải có các chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, chất dinh dưỡng không những là cần thiết mà còn đóng một vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe và sự phát triển của cơ thể, nhất là đối với cơ thể trẻ em. Và làm như thế nào để trong một bữa ăn ở trên lớp cũng như ở nhà, các con được ăn đủ khẩu phần và đảm bảo hàm lượng chất dinh dưỡng đây? Vậy ngày hôm nay, cô rất vui khi được đồng hành với các bậc phụ huynh qua hoạt động chế độ dinh dưỡng trong mùa dịch. Và để bước vào hoạt động, cô xin mời các con chúng mình cùng theo dõi một video clip nhé. Sáng nay, mẹ của Nấm đi chợ về sớm. Nấm hớn hở chạy ra ôm chầm lấy mẹ. Như mọi lần, Nấm dành cầm bớt cho mẹ một vài túi đồ nho nhỏ, và cả hai mẹ con cùng nhau đặt gọn gàng các túi đồ lên bàn. Mẹ Nấm có cuộc điện thoại nên nhờ Nấm soạn rau ra giặt trước. Một lúc sau, Nấm bỗng dưng cảm thấy rất buồn ngủ, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Trong giấc mơ, Nấm thấy mình như đang bước vào một thế giới khổng lồ. Mọi thứ rau củ, cá thịt đều rất to, có mắt mũi và đang ca hát. Có một bạn bông cải bước ra, mời Nấm ngồi xuống một quả trứng gà. Bông cải bắt đầu giới thiệu: chào mừng Nấm đến với thế giới của bốn nhóm thực phẩm vô cùng quan trọng đối với loài người, đặc biệt là các bạn nhỏ như Nấm đấy. Bạn bông cải lần lượt chỉ vào các nhóm thực phẩm xung quanh. Đây là nhóm bột đường, nhóm sản phẩm từ sữa, nhóm đạm và nhóm chất béo, dầu. Còn đây là nhóm của tớ, nhóm trái cây, rau xanh. Nhóm của tớ bao gồm các bạn trái cây và rau tươi, kể cả các bạn đông lạnh, đóng hộp hay phơi khô nữa đấy. Nấm biết không, nhờ chúng tớ chứa rất nhiều các loại vitamin và khoáng chất quan trọng, nên đã giúp cho đường ruột trong bụng của Nấm co bóp nhịp nhàng và dễ dàng tiêu hóa thức ăn, giúp hấp thu chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Các bạn nhỏ ăn đủ lượng rau, trái cây hàng ngày còn giúp không bị táo bón, có da mịn màng và ít mắc các bệnh nhiễm trùng. Nấm nhớ ăn nhiều các loại trái cây và rau xanh khác nhau, có các màu sắc khác nhau nhé. Lúc này, quả trứng mà Nấm đang ngồi bỗng dừng động đậy. Nấm đứng dậy thì thấy bạn trứng đang cười rất tươi, xoay người nhỏm dậy nói: nhóm đạm của tớ cũng tuyệt vời lắm. Chúng tớ gồm có các bạn thịt, cá, trứng, các loại đậu hạt như đậu nành, đậu xanh và đậu đỏ. Cơ thể của Nấm có đầy đủ chất đạm, sắt và omega 3 là nhờ chúng tớ đấy. Chúng tớ giống như những hòn gạch nhỏ để xây lên các tế bào, tạo dịch tiêu hóa cho bụng Nấm luôn khỏe. Nói cách khác, Nấm lớn lên từng ngày là nhờ sự bồi đắp của chúng tớ. Bạn cơm ở đầu chạy ra, lắc hông, e thẹn nói: nhóm bột đường của chúng tớ nữa. Tớ là cơm, còn đây là các bạn cặp đôi ngũ cốc, mì sợi và gạo, bạn khoai tây và bạn bắp. Chúng tớ chính là nguồn cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể của Nấm hoạt động và vui chơi hàng ngày đấy. Và đặc biệt, chúng tớ chiếm đến một nửa tổng nhu cầu năng lượng trong ngày của các bạn nhỏ đấy. Vì vậy, Nấm nhớ ăn chúng tớ một phần vào mỗi bữa chính và bữa phụ nhé. Bạn bò sữa cũng chạy đến, nắm tay Nấm, dẫn Nấm đến gần nhóm sản phẩm từ sữa. Bạn bò sữa nói: Nấm có biết không, ngay từ khi Nấm mới sinh ra, Nấm đã làm quen với tớ rồi. Tớ là bò sữa. Bạn bò sữa đỏ ứng mặt. Giới thiệu thêm với Nấm nhé, đây là sữa tươi mà tớ mới làm đấy. Chúng tớ rất giàu đạm, canxi, một số vitamin và khoáng chất. Đối với các bạn nhỏ chúng mình, sữa là nguồn cung cấp chính các vitamin, khoáng chất, chất béo và chất dinh dưỡng, giúp các bạn nhỏ vừa đủ chất dinh dưỡng, vừa có được tinh thần thoải mái, vui vẻ. Vì sự quan trọng của chúng tớ, Nấm nhớ ít nhất 3 khẩu phần mỗi ngày, dù uống hay ăn sản phẩm nấu chín nhé. Dung dịch trong nhóm chất béo và dầu, một bạn dầu động lành luôn lách bước ra, nhưng vẫn nở nụ cười và đầy tự hào. Còn chúng tớ, nhóm chất béo và dầu, dù chỉ là nhóm thực phẩm ăn thêm, không thay thế cho các thực phẩm nhóm khác đấy, nhưng chúng tớ có thế mạnh của riêng mình đấy nhé. Chúng tớ bao gồm các loại dầu như dầu ô liu, dầu thực vật, dầu đậu nành và bơ thực vật.
chúng tớ sẵn sàng cung cấp năng lượng omega 3 và vitamin E, A và D. Tuy nhiên, nấm nhớ lưu ý nếu ăn quá nhiều thực phẩm nhóm tớ sẽ gây béo phì, vì thế chỉ nên sử dụng một lượng vừa đủ. Lúc này, các bạn thực phẩm đều quây quần bên bạn nấm chia sẻ: "Nấm ơi, nấm hãy cẩn thận nhé. Ngoài kia có rất nhiều loại thực phẩm sẽ gây hại cho các bạn nhỏ, như kẹo cao su, mì ăn liền, nước ngọt. Những loại thực phẩm đó có thể khiến nấm bị dị ứng, mất khả năng giải độc, có thể gây sỏi đường tiểu. Ngoài ra, còn có nhóm chứa các chất kích thích như sô-cô-la, nước có ga, gây xô răng, khiến nhịp tim của nấm đập nhanh, khó thở, tâm trạng bất an. Bánh, kẹo, đóng gói thường chứa chất phụ gia, bảo quản vừa gây mất chất dinh dưỡng, vừa độc cho cơ thể. Nấm lúc này mới giật mình hoảng sợ, vì bấy lâu nay, nấm và các bạn nhỏ lúc nào cũng thích thú khi được ăn quà vặt trước cổng trường. Bỗng nhiên, có một bản nhạc dễ thương cất lên, các bạn thực phẩm dinh dưỡng cùng nhau nắm tay múa hát. Nấm được mời vào giữa để biểu diễn. Nấm hát thật hay và ai cũng vỗ tay khen ngợi. Nấm rất vui và gửi lời cảm ơn đến các bạn nhóm thực phẩm dinh dưỡng. Bất chợt, mọi thứ như rung chuyển, nấm ngã xuống. Nấm choàng tỉnh dậy, bấy giờ mẹ của nấm đã ở cạnh bên và đang náy nấm dậy. Nấm choang ôm cổ mẹ và kể ngay cho mẹ nghe về giấc mơ thú vị tại xứ sở các nhóm thực phẩm dinh dưỡng. Nấm còn dặn dò mẹ sao cho mẹ có thể mang đến những bữa ăn phù hợp cho nấm và gia đình. Mẹ nấm rất ngạc nhiên và tự hào. Chiều hôm đó, nấm cùng mẹ đã đi kể lại những kiến thức này với những người hàng xóm xung quanh. Các con kể cho cô nghe nhóm thực phẩm giàu đạm gồm những loại nào, nó có ích lợi gì cho cơ thể. Nhóm thực phẩm giàu đạm gồm có thịt, cá, trứng, sữa và các loại đậu hạt như đậu nành, đậu xanh, đậu phộng, vân vân. Cung cấp cho cơ thể chất đạm và omega 3. 2. Nhóm bột đường gồm những loại nào, nó có ích lợi gì cho cơ thể. Nhóm bột đường gồm có cơm, mì sợi, bắp và các loại khoai. Chúng cung cấp năng lượng hàng ngày cần thiết cho cơ thể. 3. Cô đố các con sữa có ích lợi gì cho cơ thể của chúng ta. Các con ơi, chúng ta phải uống nhiều sữa vì trong sữa có nhiều đạm, canxi, vitamin, khoáng chất, chất béo và các chất dinh dưỡng. Ngoài ra uống sữa còn giúp cho các con tăng trưởng được chiều cao đấy. 4. Nhóm chất béo và dầu có ích lợi gì cho cơ thể? Nhóm chất béo và dầu cung cấp năng lượng omega 3 và các loại vitamin như A, E và D. Tuy nhiên, các con cần lưu ý khi ăn, chúng mình chỉ sử dụng một lượng vừa phải, nếu ăn nhiều sẽ có nguy cơ gây bệnh béo phì. 5. Nếu chúng ta ăn nhiều trái cây và rau tươi sẽ có ích lợi gì cho cơ thể nào? Nhóm trái cây và rau tươi chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất, giúp cho dễ tiêu hóa thức ăn và giúp hấp thu chất dinh dưỡng vào cơ thể được dễ hơn. 6. Kẹo cao su, mì ăn liền, nước ngọt, bánh kẹo đóng gói, ăn nhiều có tác hại gì?
các con không nên ăn nhiều kẹo cao su, mì ăn liền, nước ngọt, bánh kẹo đóng gói vì nó chứa rất nhiều chất phù sa và chất bảo quản, gây hại cho cơ thể và có thể gây ngộ độc. Các con ạ, sau khi học xong bài học này, các con hãy nhớ ăn uống khoa học và tránh ăn các loại bánh kẹo không có nhãn mác rõ ràng, hạn chế uống các loại nước ngọt có ga nhé. Các con cần lưu ý trong tình hình dịch bệnh hiện nay, chúng mình cần phải ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng và uống các loại nước có chứa nhiều vitamin.